Huy xin chào các bạn. Hôm nay Huy không có đi câu cá hay đi bắt cá gì hết á, mà hôm nay mình rảnh chút thời gian á, mình đi mình quay lại những cái khoảnh khắc mà những cái hoặc dưới những cái cảnh mà Thanh Bình, nơi làng quê Bình Quới của mình cho các bạn xem. Các bạn cũng thắc mắc tại sao mình nói quay cảnh làng quê mà đối diện mình đang là một cái khu, trước mặt là công trường nè, phía xa lại là những cái tòa nhà cao tầng ha. Thì bên cạnh những cái sự nhộn nhịp ồn ào đô thị phát triển của thành phố bên phía kia quận 2 thì vẫn còn những cái cảnh rất thanh bình ở bên Bình Quới của mình. Bình Quới cũng là thuộc trung tâm thành phố nha các bạn. Bình Quới là thuộc phường 28 quận Bình Thạnh ha, của thành phố Sài Gòn nha. Có hai sự đối lập rất là khác biệt đúng không các bạn? Ngay chỗ mình đứng là một cái ruộng ha, bên kia thì nhà cao tầng, cách một con sông á các bạn. Để mình quay toàn cảnh để các bạn thấy sự khác biệt ha. Những cái này gắn bó với mình gần 40 năm rồi, đồng ruộng này nè. Thì nó có những cái rất là quý báu trong lòng mình, những cái đó mình nói không được, nhưng mà mình muốn những cái hình ảnh thân quen này không có thể bị mất đi vì cái sự đô thị hóa. Tiếng ồn ào là tiếng máy bơm nước của cái công trường ta đang làm bờ kè, của nguyên cái hệ thống bờ kè khu bán đảo Bình Quới nè. Mình hy vọng ta chỉ làm bờ kè thôi, đừng có phát triển gì thêm nhiều nữa. Bên đây là nhà cao tầng nè. Bên đây là cánh đồng lúa xanh tươi nè. Ở đây vừa có sen nè, vừa có cào nèo nè, vừa có rau mát nữa kìa. Bạn thấy không? Hái cây này hả Dương? Dạ. Ruộng bên đó mình mới cấy tha hả Dương? Mới cấy con. À. Mới cấy này 3 bữa. Dạ. Không đủ mà sao thiếu? Thiếu hả? Dạ. Ít thôi. Dạ. Thôi cấy nhiêu ăn nhiêu, nhiêu đó thôi. Con thấy Dương ngày nào cũng xuống ruộng cũng cần. Ngày nào cũng xuống làm chứ. Dạ. Không làm gì được, nhổ bậy cọng cỏ cũng đỡ. Dạ. Nhà mình làm được mấy sào Dương? 9.000 mấy rồi? À, 9 sào mấy lần hay? Ừ, Dạ. 9.850 phút. Dạ. Bảy xe không? Dạ. Kẹt lên này, canh này lấy hết đâu. Bó có đăng ở hai bên ở thành phố mà có con sông chính giữa là đẹp nhất. Bó Dạ. đăng có coi tối cũng rẻ không? Dạ. Chắc có lấy là lấy cái cạnh này. Chứ không có lấy ngoài kia đâu. Lấy cạnh đây lên cột tấm đó. Chớt cái đuôi này nè. Dạ. Mà vậy uổng tiếc không? Không còn cảnh dân dã nữa hả Dương? Nghe Dượng Sáu nói thì mình cũng buồn, tại theo Dượng biết á, thì sau cái dự án mà cái đê kè như thế á, thì nguyên cái khu vực này có thể bị đô thị hóa sớm thì muộn, không sớm thì muộn thôi. Còn đồng, còn ruộng, còn cá thì mình còn quay clip cho các bạn coi.
hết đồng hết ruộng hết cá rồi rồi thì chắc mình cũng dẹp luôn. Mình chỉ lúc đó mình coi mình những cái clip cũ để mình hồi tưởng lại. Ai mê quy hoạch chứ thực sự mình không có thích, không có mê. Cứ sống như vậy là sướng nhất trần đời. Mình đi quay những cảnh này để vừa làm tư liệu lưu trữ, vừa cho mấy bạn xa quê đó, nhìn cái cảnh đồng ruộng cũng nhớ quê, đỡ nhớ ha. Tại đồng ruộng ở đâu thì cũng có nét tương đồng. Trên kia có người nhổ mạ cây lúa nữa, mình lên đó mình quay cho bạn coi luôn. Bữa hai bữa. Dạ, rau sạch ha Dương. Rau này mình biết mình ăn chưa. Nó ăn đỡ. Dạ, kèo này này nó hơi đắng hơn cái kèo nào mốc nhưng mà nó ngon. Này chắc cũng mới trồng lại nên còn nhỏ nhỏ. Này nó lên luôn, nó tầm. À, tự lên hả Dương? Tự lên mình nhổ cỏ thôi. Dạ. Khi mà ngày sớm trưa họ thấy cháu từng. Con hơi dễ vô mới đi về rồi. Dạ, con thấy ổng hái đằng kia, ổng hái bông không á? Bông. Cây vậy cũng hái luôn đó trơn à, cây làm láng hết đâu. Lội bờ mới đắp rồi mà cũng lội phần. Dạ. Cảm ơn Dương. Vậy coi lên coi bà hai, chỗ bà hai đang cấy lúa. Đi lên đến coi bà đang nhổ mạ cái đó. Dạ. Sáng sớm ra đồng là Dương được vỏ rau hả bạn ha, rau sạch không á. Phía xa kia hai người đang ngồi để bẫy chim mấy bạn. Cũng có nhiều cảnh mưu sinh trên cánh đồng. Những cái đám lúa nhỏ nhỏ như các bạn thấy nè, dày đặc á, gọi là đám mạ. Gieo rất là nhiều. Để khi mà lớn cao khoảng chừng gang tay bắt đầu nhổ ra đi cấy. Rồi đây là cái nhổ mạ cấy lúa. Để mình cho các bạn lên trên phía trên ruộng của bà Hai à. Có người đang cấy lúa, bà Hai đang nhổ mạ cấy lúa trên đó. Ở đây vừa có lúa nè, phía cao cao mấy cây cao, phía trong kia là những cái rẫy mía, mình gọi là liếp mía. Ở đây trồng ít thôi chứ không nhiều, như nãy bạn thấy nghe Dượng Sáu nói là thì mỗi người có khoảng vài sào đất, của Dượng thì khoảng được hơn 9 sào, mỗi sào ở đây là 1.000 mét vuông á bạn. Như các bạn thấy bà Hai đang nhổ mạ. Như bạn mạ khoảng chừng đó, như mình nói khoảng một gang tay hoặc hơn thì bắt đầu nhổ. Từ lúc mình gieo mầm đến khi lên khoảng dày thì bắt đầu nhổ đi cấy. Gieo này gần được 1 tháng đó, bà Hai. Hai mấy ngày cấy rồi. Dạ, gieo được hai mấy ngày cấy. 25 bà Hai năm nay bảy mấy rồi? 76. Dạ, 76 tuổi mà thấy còn khỏe không bà? Rồi cũng mừng chứ. Dạ. Cho bạn thêm thông tin, bà Hai là mẹ của cậu Sáu với cậu Chính Mỹ mà kéo cá rồi. Dạ, Chính Thơ, Mỹ, dạ. Mỹ Thơ. Dạ. Mỹ Nhỏ. Dạ. Thi Minh. Bà Hai có mấy người con tất cả bà Hai? Có thể 7 thằng 1 con. À, là 8 người con.
Mình làm được mấy sào ruộng ba? Có được có 2 sào rưỡi nha. À 2 sào rưỡi. Từ trên nhà mới có mạng mình coi. Mà nhổ lên thì được dùng cái dây lạc á bạn, làm từ cây cụ bắp dừa á, cột. Bắp dừa cột. Giờ hái sắn lạc dừa. Dạ, không có sắn lạc dừa ha, bữa này dây cụ bắp không dây bà hai? Cụ bắp, dây cụ bắp á. Dạ, cho lẹ ha. Cái kia mình nó chẻ. Dạ, chẻ phơi. Phơi. Phơi cho nó mềm nữa. Cho nó mềm. Dạ. Rồi tới mấy đi nhổ mạ. Dạ. Vậy thôi có nhiêu đó. Dạ. Trên mỗi đám mạ các bạn thường thấy treo những cái bao nhựa gì nè để xua đuổi chim với chuột đâu. Đuổi chim không vô phá. Chim với cò nó dặn quá. Dạ. Mới gieo nó xuống nó phá ha bà hai. Xuống nó phá, rớt nào chim, rớt nào chuột. Tại giờ cũng ít người làm nên nó cơm lại mấy chỗ này nó phá. Phá quá. Dạ. Chỗ cái đang còn nó dặn nát bà không hết đơn. Dạ. Lúa này mình cấy lúa gì ha bà? Lúa 3 tháng. À 3 tháng ha. 3 tháng cũng hoài 4 tháng. Dạ. À, nở mềm á ha. À, nở mềm nè. Dạ. Này là hột dài hay hột tròn? Hột dài. Hột dài. Dạ. Lúa thánh mày hết. Dạ. Nãy con thấy cô Út cô phụ bây giờ đi đâu? Đi bể chim mà. Vòng vòng với kia đó. Chắc đi bể chim mà thấy ngồi chắc ngồi bên với ông bể chim. Với ông gạch chim dưới đó. Dạ. Như bạn thấy thì chỉ có một số khu vực ruộng vẫn còn làm lúa, một số đã được bỏ hoang. Mấy cây cao cao kia là bồn bồn cũng ăn được nha các bạn, bồn bồn. Mấy cái non á. Dạ. Nhổ ăn. Xào ăn ngon ha bà hai ha. Xào ngon, còn cái mà già rồi lên bắp bông á. Dạ. Thì nó già quá rồi. Dạ, để non non thì ăn được. Non non còn được. Dạ, vườn sả thanh mới cấy. Chứ bạn thấy ngoài chuột chim phá hoại thì ở đây vẫn có ốc bu vàng nè. Có ốc bu nhiều lắm. Rồi cào cào nữa nè. Cũng có xịt bớt á, cào dạ. Cào, ốc bu. Cũng khá vất vả để thu hoạch được những cái lúa hoặc làm ra gạo phải không các bạn? Này là cầu, này cầu 2. Bạn thấy cầu 2 đang cấy. Ruộng đất khá, ở đây khá cứng, nền cứng, mình đi không có lúng nên cấy cũng rất là cực. Cậu nói vừa rồi cuốc cũng không xuống được. Thấy mẹ nó có ăn. Dạ. Bỏ hoang thì uổng. Cái rễ gà hạn quá trời đó. Dạ. Cá bành ngon lắm. Như hồi nhỏ tụi mình tới mùa khô hạn các bạn, mấy tụi mình cứ xách bành ra đây mấy cái ruộng này để đá, thì đất khô hạn nó cứng lắm. Chưa hả? 2 giờ. 2 giờ lãnh hả? Rồi. Chờ lâu dữ. Mày cứ đứng đáy hả? Chứ
lần ta phát được bao nhiêu ký gạo cậu? Ngày đâu có cho đâu. Dạ. Bên phường hay là bên chùa cho? Để chắc chùa cho. Dạ. Mà sau khi nhổ xong sẽ được rải đều như trên mặt ruộng như thế này bạn. Đi tới đâu thì mình lấy rồi mình cấy tới đó. Con chào bà Hai nha. Con đi. Cảm ơn bà. Coi mấy cảnh vậy thì chắc chắn mấy bạn thành phố ha, có gốc thành phố thì biết thế nào là người nông dân một nắng hai sương ha, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm ra hạt gạo cho tụi mình ăn á, thì trân trọng hơn cái hạt gạo mình có nha các bạn. Bạn thấy ná thun thần thánh à. Nhỏ này mai mới cấy ha Đạt. Thì như bạn thấy ở đây ngoài ruộng lúa thì có kèo nèo, rau muống, có người trồng mía, có người trồng dừa. Nhìn cái cảnh này nhìn cũng giống dưới Bến Tre các bạn ha. Có người trồng nguyên cái ruộng cỏ để cho bò ăn nữa bạn. Bạn thấy không? Có khoảnh. Chỗ cao thì chưa cắt, mấy chỗ thấp thấp thì cắt rồi. Đây có cả một bầy rồng rồng nữa bạn. Là con của mấy con cá lóc á. Ai ở quê chắc cũng nhớ những cái con đường lầy lội trơn trơn như thế này mấy bạn. Hồi nhỏ mà đi học theo những con đường đất này thì phải cầm theo cái cây đó. Nên đi xe đạp á, mình phải cạy. Đất nó chét vô cái dè á, phải cạy ra. Nhìn cái như thế này rất là bình dị nhưng mà cũng sẽ động lại trong ký ức của nhiều người.
Như các bạn thấy đây là cái cộ, đây mình gọi là cái cộ dùng để thu hoạch lúa, đập lúa vô đây nè. Ở đây bà con mình làm cũng ít thôi nên không có xài máy, mỗi người có vài sào thì cứ sử dụng cái cộ này. Lúa sau khi cắt xong thì bó từng bó ôm và đập lúa vô mấy cái gọi là cái này là than cộ, đập vô thì lúa rớt xuống dưới rồi mình lấy dục ra ngoài thôi. Sau khi thu hoạch xong lúa thì dùng thúng á, hay mũng á, gom lúa vô đem phơi. Clip này đến đây Quy xin kết thúc nha. Mình vừa giới thiệu với các bạn một cái chỗ mà mình thực sự với mình gọi là thiên đường á, thiên đường giữa lòng thành phố á, thiên đường trong lòng của mình đó nè. Không có nơi nào bằng nơi này của mình đâu. Giữa thành phố mà có những cảnh gì thì quá tuyệt vời rồi. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày luôn luôn nhiều sức khỏe và vui vẻ.